Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện phi thường quan hệ Saddam ý tưởng chuyện thực hiện tập 7. Ôn Hạo Diên mệt mỏi hết sức, ngủ thẳng cẳng tới giữa trưa. Ánh nắng mặt trời theo những khe hở màn che tràn vào trong phòng. Anh mơ màng tỉnh giấc, cảm giác mơ hồ. Nhớ lại một chút, tối qua trở về đem Giản Tân dọa gần chết. Nhưng mà Giản Tân không bỏ chạy, còn làm cho mình một bát trứng trưng nóng hổi. Hôm qua có nói vài lời thâm tình, không biết Giản Tân có cảm động chút nào không? Có khi nào Giản Tân muốn bỏ đi không? Ôn Hảo Xuyên lăn lông lốc xuống giường, chần chần vọt vào phòng ngủ của Giản Tân. Trong phòng mền gối đã được xếp ngay ngắn trên giường, kệ tủ được lau dọn sạch sẽ. Bộ não có thể bổ ra tình yêu của anh còn có thể ngửi được một cỗ hương thơm nhàn nhạt. Mở tủ quần áo, đồ đạc vẫn còn ở đây. Ôn Hạo Diên cũng thở dài nhẹ nhõm. Sản Ái bị một phen ầm ý của anh làm chú ý, lặng lẽ từ cửa phòng thò cái đầu vào, yên lặng đứng nhìn. Ôn Hạo Diên thuận tay bưng Giản Ý lên, bỏ vào mũ áo, sau đó nhàn nhã đi rửa mặt. Con đừng liếm ba ba được không? Sản Ái nằm sau cổ Ôn Hạo Diên, cứ liên tục liếm. Ôn Hạo Diên một một đầy bọt kem đánh răng, nhìn vào gương, tự mình làm cách mạng tư tưởng cho mình. Mày nhìn mày đi, mày khôi ngô tuấn tú thế này, cao lớn như thế này, gầy mà không rêu rạo, ngọt ngào mà không thấy ngấy thế này, thông minh thế này, có nhà, có xe, có pet, mày thật là xuất sắc. Sản Ái run lẩy bẩy đứng trên bà vai của anh, miệng mèo phụ họa nghe một tiếng to. Ôn Hạo Diên vác Sản Ái đi kiếm cái ăn, phát hiện trong chén của mèo có đồ ăn. Mở tủ lạnh nhìn, phát hiện bên trong có một phần cơm. Anh sờ sờ Sản Ái nói, anh của con để chúng ta trong lòng rồi. Phí Nguyên gửi mail cho anh, tất cả đều là tài liệu của sâu thực tế, cùng với yêu cầu chuẩn bị cho buổi ra mắt ngày mai. Ôn Hạo Diên nhớ tới chuyện của Kinh Tinh, cảm thấy loại sự tình này ngửa trong cổ không lên tiếng thì tốt hơn, vẫn không nên hỏi tới, dù sao cũng khó có thể chịu nổi. Cơm ăn sạch sẽ xong thì lên gọi điện cho Giản Tân. Giản Tân bên kia có chút đồ nào, chắc là đang ở trong căng tin bệnh viện. Ôn Hạo Diên đặc biệt duyên dáng nói, Giản Tân, cơm em làm cho anh ăn sạch sẽ rồi. Giản Tân vừa ăn vừa trả lời, đó là đồ ăn thừa của em. Ôn Hạo Diên cũng không nỡ vạch trần cậu, cơm thừa của em ngon như vậy, lần sau thừa thêm một chén canh nha. Tiểu y tá ngồi đối diện Giản Tân ăn xong, bưng khay cơm chuẩn bị rời đi, cùng Giản Tân chào hỏi. Bác sĩ ăn cơm chậm quá nha, cơm nguội hết rồi, em đi trước đây. Ôn Hạo Diên tai chó vểnh lên hỏi, ai đang nói đó? Giản Tân nhỏ giọng nói, fan của anh. Em tránh xa fan anh ra chút, fan anh thực sự rất mê trai đẹp, em không cẩn thận làm động tâm fan của anh thì biết làm sao, anh còn phải cùng fan của mình cạnh tranh sao? Ôn Hạo Diên cách một cái điện thoại chiêu Giản Tân cuối cùng rồi nói, nghỉ trưa không có bao nhiêu thời gian nhỉ, phải em nghỉ ngơi đi nhé. Trước khi cúp máy, Ôn Hạo Diên cũng nói xạo, chiều nay anh phải ra ngoài, tới khuya mới về nhà, em cứ ngủ trước, đừng đợi anh. Giản Tân có chút xấu hổ, anh nghĩ nhiều rồi, ai muốn chờ anh chứ, làm như ngủ chung không bằng. Sầu thực tế này tên là Trại Tập Trung Nam Thần. Ôn Hạo Diên vừa thấy cái tên này như bị đập một cái. Mấy diễn viên trẻ cùng tham gia hình tượng khác nhau, vì vậy phải nghĩ biệt danh cho từng người. Nguyên bản hình tượng của Lần Đông là nam thần tài hoa, hiện tại bị dân mạng chế xíu gọi là nam thần phê cần. Quan hệ giữa Ôn Hạo Diên và Ôn Vĩ Quốc không phải là bí mật, tiệc mừng năm mới thì đều đã giới thiệu qua, còn thêm mẹ anh là Chu Uyên. Vì vậy công ty mới tổ chức chương trình giao vị trí này cho anh cũng có hơi hoàn hảo. Nữ diễn viên Chu Uyển nổi tiếng cùng nhà sản xuất kim bài Uông Vĩ Quốc năm ấy. Anh là minh tinh quý tộc, đại diện cho hai vị trí trong giới giải trí. Phía sau ánh hào quang, từng là vết chân kiên định vững vàng chính mình gây dựng. Phía sau hình tượng cao lãnh kiệm lời ấy là một mối quan hệ mốc ngốc nghếch, mong manh. Kỳ thực trên mạng đang náo nhiệt tưng bừng, tin tức về Lần Đông cũng bị đẩy lùi.
Hành trí thiên minh được phát sóng cùng với lại sâu tổng hợp chiếu tối qua trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu. Uông Hảo Diên đánh bại nữ chính leo lên top trending. Nguyên nhân là do một nhân viên của đài truyền hình đăng tải trên Weibo một bức ảnh chụp trong phòng hóa trang. Uông Hảo Diên chân dài ngồi chồm hổm trước ghế tựa, trên ghế có một con mèo nhỏ nằm ngoe nguẩy. Caption như sau: mèo nhỏ của Uông Hảo Diên không thèm để ý ảnh. Uông Hảo Diên hỏi: còn dùng thái độ này đối xử với ba ba sao? Cười chết tôi rồi. Hiện tại, đại bộ phận dân cư mạng đều có bệnh mèo, thấy mèo là ôm ngực, cho nên đó là lý do ngoài fan bị ngốc mong manh làm tan chảy, rồi lại còn bị đủ ngoài người qua đường bị bắn trúng. Đương nhiên công ty còn nhanh chóng phân tích thêm số liệu, tiếp tục tăng nhiệt. Bình thường những lúc như thế này, Phí Nguyên khẳng định sẽ dục Uông Hảo Diên đăng quy bầu, nhưng mà này lại không thấy đồng tính. Chắc lại là cùng tên lộ kha đồng kia là mấy chuyện tiểu biệt thắng tân hôn rồi. Uông Hảo Diên chụp vài tấm ảnh của giản ái sau đó đăng lên quý bầu, fan nháy mắt liền bùng lộ. Uông Hảo Diên, sao thực tế mới có thể mang con dài ra khoe không? Mẹ nó, con mèo này cư nhiên gọi là giản ái. Ôi, idol nhà tôi, ảnh chính là một mỹ nam tử hết sức trendy. Bài quy bầu trước đăng lúc tôi còn đang mặc váy ngắn, bài tiếp theo đăng lúc tôi mặc áo bông luôn rồi. Theo dõi quy bầu ảnh chính là tự chăm sóc bản thân mình. Hôm nay không comment troll ảnh nữa, hãy khen tôi đi. Sản tần buổi chiều, có cuộc tiểu phẫu không tốn nhiều thể lực lắm. Chủ nhiệm khoa bàn nấy có chuyện phải đi trước, cậu liền đi chăm sóc các phòng bệnh tới chiều tối. Thực ra cậu cũng định trở về nhà muộn, bởi vì cảm thấy trở về nhà của Uông Hảo Diên cứ thả là thật là kỳ lạ phát sở. Cũng may buổi tối Uông Hảo Diên có việc, hơn nữa về nhà rất muộn. Sản tần khám hết các phòng bệnh rồi tan làm, tiện đường ghé siêu thị mua đồ ăn. Về tới nhà quả nhiên không có ai, chỉ có giản ái đang rú đuôi xuống đất đi đi lại lại. Sản tần ăn cơm xong ôm giản ái xem tivi, cậu vẫn có chút sợ. Cố mày giản ái vừa ngoan vừa đàm biếng, nằm trên đùi cậu không nhúc nhích. Hành trí thiên minh ra được 3-4 tập, tập này nam chính diễn hơi nhiều, sản tần xem một chút thấy cũng thú vị, một hơi xem hết một tập. Tranh thủ lúc quảng cáo lướt trên New Fish, tiểu y tá up status mới, nam thần nhà tôi thật đáng yêu, ngồi McDonald's ăn Big Mac kìa, phải kêu một tiếng giống y chang về ăn mới được. Sản tần phóng ảnh to ra nhìn, thầy mẹ nó không phải là Uông Hảo Diên sao? Uông Hảo Diên thực ra không có công chuyện gì, anh biết sản tần ra mặt mỏng, sợ sản tần về nhà thấy anh rồi xấu hổ, vì vậy nói xảo một cái cớ để về nhà muộn. Bằng không sản tần cả ngày đi làm mệt mỏi, vì tới nhà còn phải trốn anh lại mệt hơn, anh đau lòng lắm. Mấy ngày nay trời lạnh, anh cũng không đi quá xa, tạm tạm ở lại trung tâm, tùy tiện tìm chỗ nào shopping là tiêu được một mớ thời gian. Tới giờ ăn tối thì thực sự đói, anh che chắn kín đáo một chút rồi vào McDonald's ven đường ngồi, không nghĩ tới bị mắt thần nhận ra. Anh chụp trên mạng và lên tới một vạn lượt xe, chủ quán đang xăm còn thêm một dòng caption: Uông Hảo Diên sức ăn thật tốt, cậu ấy gọi một phần Big Mac, hai phần burger bò, hai phần cánh gà cay, hai hộp gà viên, hai phần bánh ngọt, một ly Coca-Cola bự và một cây kem. Nhiều đó cậu ấy vẫn ăn hết. Không khác nào chia sẻ một hình tượng đã sụp đổ. Anh ăn hết được sao? Thật là vi diệu. Chủ quán đừng có nói quá được không? Uông Uông nhà chúng tôi đọc được sẽ hoài nghi nhân sinh đó. Ai đồ nhà tôi thương quá. Ăn tối cũng không có ai bồi. Tôi quyết định chia tay bạn trai một đêm để bồi Hảo Diên, bảo bảo đồng cam cầu khổ. Wow, nhìn thèm quá, cảm giác muốn bị fan bao vây. To gan, phần làm ba ba, xám một mình ra ngoài ăn, quán hốt cứt muốn tạo phản rồi. Uông Hảo Diên đè thấp mũ xuống vô tội uống coca, sau đó quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Ăn xong lấy di động ra, mấy nữ khách này kích động tiến tới hỏi: à, có thể ký tên cho em không? Quảng cáo kết thúc, sản tân lại không có lòng có giả xen tiếp. Uông Hảo Diên làm như vậy, lý do là gì cậu hiểu được. Nhất thời trong lòng hỗn loạn, đủ loại tư vị lộn xộn hết cả lên. Người muốn ký tên bù vào ngày càng nhiều,
sợ bị ảnh hưởng buôn bán nên quản lý cửa hàng đứng ra cản trở. Ôm Hảo Xuyên nói lời xin lỗi, liền lập tức rời đi. Trời tối rồi, trên đường dần ít người hơn. Anh ăn nhiều quá, liền chậm rãi tản bộ trên vỉa hè. Sản Tân đợi tới 11 giờ, đồng hồ vì cậu nhìn muốn nứt ra. Ba ba mày khi nào mới về? Cậu vuốt về hỏi Giản Ái. Giản Ái cỏ cỏ lòng bàn tay cậu thoải mái híp con mắt. Đợi thêm nửa tiếng nữa, tivi bắt đầu phát tin tức buổi đêm. Dưới màn hình là tin dự báo thời tiết, nói gần đây trời trở lạnh vào ban đêm, vừa vặn ngoài cửa kết hợp nổi lên một trận gió. Uông Hào Xuyên đoán 12 giờ Giản Tân đã đi ngủ rồi, đi lại bãi đỗ xe chuẩn bị về nhà. Mới vừa khởi động xe, di động liền vang lên. Uông Hào Xuyên đeo tai nghe bắt máy, Giản Tân bên kia nói, anh đang ở đâu? Uông Hào Xuyên sửng sốt nói, anh đi gặp bạn bè, sao thế? Giản Tân trong lòng mắng anh lại xào xạo, cậu vươn đầu ngón tay cho Giản Ái gặm, cũng xào xào nói, về nhanh đi, Giản Ái khảo em. Uông Hảo Xuyên cũng tin thật, hả, có nghiêm trọng không? Anh lập tức quay về, em xuống lầu đi, chúng ta đi chích ngừa. Giản Tân không nói gì, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi cúp máy. Giản Ái mệt rồi từ đầm nhảy xuống ổ đánh một giấc. Giản Tân có chút chột dạ, đi theo sau Giản Ái, sau đó ngồi xổm xuống, kéo tay áo lên nói, hay mày cà tao một cái đi. Giản Ái ngửa bụng lên trời, cự tuyệt hành động chí trưởng này. Uông Hảo Xuyên không cất xe vào gara, đứng ở dưới lầu gọi điện cho Giản Tân. Giản Tân không nhấc máy, anh cũng không kiên nhẫn, tốc hành chạy lên lầu, vừa mở cửa liền trông thấy Giản Ái đang vù vù ngủ. Giản Tân. Uông Hảo Xuyên có cửa không đợi trả lời liền tiến vào. Giản Tân hình như mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Anh xem vết thương nào, sao lại đi để dính nước, không phải anh bảo em chờ sao? Uông Hảo Xuyên hơi lớn tiếng, ngữ khí cũng cấp bách. Giản Tân từ trước tới giờ chưa bị hắn mắng bao giờ, có chút không phản ứng kịp, sau đó lúng túng nói, không sao, anh đừng lo. Uông Hảo Xuyên vẫn cầm chặt tay cậu, thực sự không sao, em có biết anh chạy nhanh cớ nào không, cho anh ôm một cái. Giản Tân đẩy Uông Hảo Xuyên ra, chạy nhanh về ngủ chứ gì. Uông Hảo Xuyên mang theo ý cười đi ra ngoài, anh cũng không muốn ép cậu ôm đâu, chỉ muốn nhìn Giản Tân vừa thẹn thùng rối thôi. Uông Hảo Xuyên, Giản Tân đột nhiên gọi anh lại do dự nói, anh không cần cố tình ra ngoài, em không tới mức ngại như vậy đâu. Uông Hảo Xuyên dừng lại, sau đó đột ngột xoay người lại xông tới, Giản Tân bất ngờ không phòng thủ kịp, hùng hăng ôm lấy, hơi thở nghe được mùi gà chiên nhàn nhạt. Ước gì mỗi ngày em đều ngại ngùng với anh 10 đồng tiền. Uông Hảo Xuyên chỉ được nghỉ 2 ngày, hôm sau sẽ bắt đầu quay show thực tế. Quay xong còn phải lập tức tới Đông Bắc tiếp tục đóng không thấy Trường An. Tổ chương trình bày ra một trận thi đấu để xếp hạng các thành viên, từng nghệ sĩ có thể chọn cách thể hiện. Nếu như chọn thi ở ngoài trời thì phải chụp hai bộ ảnh cá nhân. Uông Hảo Xuyên chỉ còn một ngày nghỉ, đành bỏ qua cách này. Phí Nguyên trước tiên cùng anh thống nhất xác định ghi hình trong nhà. Thứ nhất là nội dung, ngoài việc tiết kiệm được thời gian và chi phí, gần đây Uông Hảo Xuyên và mèo của anh nhân khí cao, có thể nhân cơ hội này quảng bá một chút. Cậu trước hết gọi điện dặn Giản Tân đón khách, đừng để bọn họ đột nhiên giáp mặt nhau. Kỳ cục quá, cuối tuần còn phải để Giản Tân ra ngoài, em không mở miệng được. Uông Hảo Xuyên đặc biệt u sầu, ngài muốn chết. Giản Tân đang làm việc cái gì cũng chưa biết, chỉ là cảm thấy thứ sáu rồi mà vẫn bận rộn. Nghề bác sĩ thật không dành cho người làm mà. Hành lang xếp một hàng người, rất đông bệnh nhân vừa vào mắc đủ các loại bệnh viêm mũi xếp hàng ở nhì viện, khoa tai mũi họng. Tới lượt của hai cô bạn nữ, đúng lúc bệnh nhân trước cầm phim chụp X-quang tiến vào xét nghiệm về, Giản Tân bảo bệnh nhân nữ kia chờ, sau khi nhìn qua phim X-quang của người kia. Xem xong rồi kê thuốc, nữ bệnh nhân cùng bạn của cô có chút bất mãn phàn nàn nói, sao không xếp hàng theo thứ tự chứ, cái hàng dài kia để làm gì? Giản Tân không nghĩ nhiều giải thích, thật ngại quá, là thế này, bình thường chuyển đoán bệnh xong rồi làm xét nghiệm sẽ quay lại, phải xem kết quả cho họ trước.
Nữ bệnh nhân cũng không phải dạng cáu kỉnh hay để ý không nói nữa, nhưng và vẻ mặt không thoải mái. Bản cô cũng không đồng ý bỏ qua, chắc là thấy bị bé mặt la lối. Chúng tôi đăng ký từ lâu, xếp hàng cũng tốn bao nhiêu thời gian, sau đó là phải nhờ người khác xem kết quả trước, mấy người bệnh viện các anh sắp xếp sẵn rồi chứ gì. Sản tần làm việc tới này cũng từng gặp qua vài thành phần khó chịu, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp loại tính cách này, bởi vì đại bộ phận bệnh nhân đi khám bệnh đều biết điều này, không có gì phẫn nộ cả. Nếu bệnh nhân vốn không nói gì, cũng bị khơi hỏa, đứng dậy nói. Tôi đi khám bác sĩ không phải chuyên gia, đúng là không đáng tin, ai cần ai chứ. Hai người đi rồi, Sản Tân đã mang khẩu trang vẫn xấu hổ, cậu xa mặt mỏng, cảm thấy được một ngọn lửa đang bừng bừng trong bụng, sau đó dần lên tận ngực không xả được. Vì bệnh nhân trước cũng rất áy náy, vội vã xin lỗi cậu, Sản Tân cười nói không sao, ra hiệu y tá ở cửa kêu vị tiếp theo. Sau khi thay ca, Sản Tân có ca phẫu thuật cắt bỏ một phần xoang mũi dưới của một học sinh trung học. Đứa nhỏ này đúng là vô tâm vô phế, nằm viện mấy ngày đã quen hết nhóm bác sĩ y tá phụ trách, nằm trên giường phẫu thuật rồi, còn hỏi có thể nghe nhạc được không. Sản Tân tâm trạng tốt lên, mặc áo vô khuẩn, giơ hai tay lên hỏi, nghe bài gì? Vì mũi là một loại bệnh. Bác sĩ giản, cảm giác anh chữa không được đâu. Em đây là viêm mũi thông thường sao? Không phải anh nói là đau thần kinh gì đó hả? Tiền đau thần kinh. Sản Tân nhìn không được cười, đùa với cậu nói. Em không sợ hả? Hôm nay tâm trạng anh không tốt, ra tay sợ là không tiết chế, chệch một tay. Chệch tay một cái không biết hậu quả ra sao chứ? Vậy nếu phẫu thuật hỏng, em sẽ như thế nào? Sản Tân làm bộ suy tư nói. Cơ quan trong mũi suy thoái, dần dần tới lúc vĩnh viễn phải vĩnh biệt thôi. Thật sao? Dọa em thôi, bé tí tuổi mà nói năng thô thiển quá. Sản Tân nhìn y tá chuẩn bị tốt xuống cổ bắt đầu làm việc. Em cũng học trung học rồi, thế nào anh không học qua trung học sao? Nói năng thế không được hả? Sản Tân cũng không đáp, cậu nghĩ không ra mình đã từng nói năng như thế nào, hẳn là chưa từng như vậy bao giờ đi. Đứa nhỏ kia còn muốn tám chuyện hết sức hồn nhiên. Sản Tân nhấn đầu đứa nhỏ, ngậm miệng, không anh gọt mũi. Vậy tốt quá, trình độ của anh gọt thành mũi avatar được đấy. Lúc gặp sự cố ở phòng khám kia, Sản Tân bị đả kích một chút cho nên làm phẫu thuật xong, lên ở trong phòng nghỉ ngơi không ra ngoài. Đang cầm ly nước cố gắng suy tư về nhân sinh. Thời đại ngày nay hình thành mối quan hệ quen với bác sĩ, làm xuất hiện mấy mối quan hệ ngầm với bác sĩ và tâm lý bệnh nhân lúc nào đề phòng sự phân biệt đấy. Điện thoại cũng vang lên, Sản Tân nhấc máy trực tiếp hỏi, chỗ nào không khỏe sao? Hả? Uông Hạo Xuyên vẻ mặt chấm hỏi, không kịp phản ứng, tùy cơ ứng biến. Nhớ em mãi nên đau đầu quá. Sản Tân lúc này mới hoàn hồn, làm bộ như mới nhấc máy lại. Alo, có chuyện gì? Uông Hạo Xuyên bị sắt mũi tới mơ hồ hỏi. Em làm sao thế, đang đợi điện thoại của bệnh nhân sao? Không được tùy tiện cho người khác số điện thoại, làm sao biết được người ta tốt hay xấu? Sản Tân cũng nuốt nước miếng. Em biết anh rất phiền phức mà. Uông Hạo Xuyên tự dưng bị cho một quả ủy khuất, vì vậy yên lặng không nói chuyện. Sản Tân uống hết nửa ly nước, nhìn màn hình xác định chưa có cúp máy, thấp giọng nói. Xin lỗi, tâm tình em không được tốt. Uông Hạo Xuyên lập tức có phản ứng hỏi. Làm sao vậy? Vậy em nhanh nhanh tan làm về nhà, anh an ủi em nha. Tôi an ủi cậu nha. Sản Tân một tay cầm điện thoại, một tay xiết ly nước, hoàn toàn quên mất mấy chuyện y đức và bệnh nhân hồi nãy. Một câu nói của Uông Hảo Diên đem hộp chứa ký ức của cậu mở ra, đào lên toàn bộ những hồi ức sâu kín nhất trong lòng mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới. Sau khi có kết quả, kỳ kiểm tra giữa kỳ, toàn bộ phụ huynh như biến thành quỷ tu la, học sinh tan học không hề vui vẻ tí nào, trái lại còn nơm lớp lo sợ. Đương nhiên trừ người nào đó ngày nào cũng như làm mấy chuyện mờ ám với yêu đương. Thành tích của Uông Hạo Xuyên rất ổn, trước giờ luôn trong top 10, lần này đứng ở thứ 2. Sản Tân cuộc đời lên bờ xuống ruộng, bình thường buồn luôn top 3, lần này sơ suất một chút liền rớt 20 hạng. Hai người sau khi tan học
đi loanh quanh trò chuyện, đi ngang qua sân vận động rầm chơi một chút, lại cùng đi ăn phạt sọc đường một lát. Ôn Hào Diên ăn xong cây kem của mình liền đoạt lấy cây kem của Giản Tân hỏi, ai đi học phụ huynh cho cậu? Giản Tân dương mắt nhìn cây kem của mình, còn mũi cây que gối nói, mẹ chồng cậu. Ôn Hào Diên một phát phun hết kem ra, sau đó bắt lấy cổ tay Giản Tân nói, biết thế hôm nay không mặc đồng phục, không thể cho mẹ chồng thấy khuôn mặt đẹp trai này của tôi buồn lắm á. Giản Tân nắm tay Ôn Hào Diên kéo đi về phía trước, trông như sát một con cún quay đầu rồi nói, mẹ tôi đẹp đủ rồi. Ôn Hào Diên cũng nói, mẹ anh cũng có nhan sắc lắm nha, để các mẹ gặp nhau có thể trao đổi chuyện làm đẹp với nhau. Tần Hủy không muốn cùng Chu Uyển trao đổi bí quyết làm đẹp, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà trao đổi với Giản Tân. Giản Tân hồn nhiên hẹn hò bên ngoài thấy quên mình, bởi vì cậu thì không tốt lắm, nhưng mà có Uông Uông ở đây mọi chuyện trở nên tốt hơn, cho nên cậu không để ý tới nữa. Rượu uống trên môi, yêu đương trong trí, buổi tối về nhà đến cảm nhận được áp suất thấp, bởi vì Tần Hủy chỉ mới hầm chút cháo, không hề nấu đồ ăn. Giản Tân cúi đầu húp cháo, cố gắng đem sự tồn tại của mình giấu đi. Nhưng tới khi Tần Hủy đặt đũa lên bàn, một trận giông gió quét qua trong lòng cậu. Giông gió tới, mẹ bàn đánh bàn không một lý do. Phía Uông Hà Diên yên ổn hơn. Chu Uyển trước giờ không quan tâm thành tích của con trai, kẻo hứng kể chuyện bà được phụ huynh khác nhận ra, còn muốn xin chữ ký. Uông Hào Diên nhìn không được xen miệng vào, mẹ của bạn cùng bạn của con tâm tình thế nào? Không tốt lắm đâu, Chu Uyển vừa nghĩ vừa nói. Bạn cùng bạn của con thành tích hình như cũng rất tốt, nhưng mà lần này vì tụt hạng, mẹ đứa nhỏ chắc đang dạy dỗ nó rồi. Uông Hào Diên tưởng tượng dáng vẻ của Giản Tân luôn ngoan ngoãn bị dạy dỗ, tầm ngứa ngáy khó nhìn. Trên thực tế Giản Tân không chỉ ngoan, quả thực còn là một cây cải trắng nhỏ, bởi vì phải biết diễn thảm thương một chút thì mới ngừng bị giáo huấn được. Sau trận giông gió đó, Giản Tân về phòng ngủ làm bài tập, di động ong ong vang lên. Giản Tân bắt máy, Uông Hào Diên bên kia hỏi, đang làm gì đó? Giản Tân cũng yếu xìu đáp, sửa bài làm sai, tôi bị mẹ mắng cả tiếng đồng hồ đây. Uông Hào Diên cũng bâng khuâng nói, có thể ra ngoài không, tôi an ủi cậu nha. Giản Tân lặng lẽ chạy ào ra ban công nhìn xuống, trông thấy Uông Hào Diên ngồi chồm hổm trên sân gạch dưới lầu. Cậu lấy cớ cầm nhầm sách của bạn, rồi chạy vội xuống lầu, sau đó dắt nhau vào một xó xỉnh tối thui, ngồi chồm hổm. Uông Hào Diên đưa tay mò khuôn mặt của Giản Tân hỏi, có đau không? Giản Tân cũng không nhúc nhích. Cậu có bệnh hả? Mẹ tôi không đánh tôi. Uông Hào Diên cũng co mày, sao lại có thái độ đó với người yêu của cậu chứ? Tôi giận đó. Cậu còn giận tôi được hả? Giản Tân cấu cánh tay của Uông Hào Diên cả giận nói, chính tại bởi vì cùng cậu một chỗ, cậu làm ảnh hưởng tôi học hành. Uông Hào Diên mà cậu ngắt nhéo, đừng đổ lỗi bậy bạ, tôi có bị tụt hạng đâu. Giản Tân thu tay về có chút buồn tủi, bởi vì cậu thích tôi không nhiều bằng tôi thích cậu. Bảo bối, tuyết rơi. Hả? Uông Hào Diên ghé sát lại nói, tôi còn oan hơn cả đầu Nga. Giản Tân hắc hắc cười khúc khích, sau đó chìa tay ra, hai bàn tay ngửa lên như ăn xin hỏi, cậu nói xem sao tay tôi thế này lại có thể ăn ngon mà không thể viết đẹp vậy. Mẹ tôi bảo nếu như tôi bỏ nhà ra đi cũng đừng để lại giấy nhắn gì hết, mẹ với bà tôi xem sẽ không hiểu. Uông Hào Diên cố gắng nhìn cười, không lỡ làm Giản Tân mất vui, vì vậy đặt tay lên lòng bàn tay của Giản Tân nói, bàn tay một người có ba công dụng, ăn cơm, chữ viết và lao động, chữ viết không đẹp thì thôi, thay bằng công dụng khác. Giản Tân nắm tay Uông Hào Diên, thay bằng cái gì chứ? Uông Hào Diên lại bắt đầu xến xúa, để cho tôi nắm. Hổ, Giản Tân trầm mặc một hồi nói, tôi còn tưởng phải phế đi chứ. Uông Hào Diên đáp, cậu bức chết tôi mất thật sự. Giản Tân, Uông Hào Diên đợi thật lâu cũng không dám phiền cậu, nhân lúc Giản Tân đang trầm mặc nghĩ xem đem cậu cuối tuần này đừng về nhà anh phải quay chương trình nói thế nào, đồng thời không làm tâm tình Giản Tân tệ hơn. Giản Tân lắc lắc đầu phát hiện mình lẳng đi lâu như vậy nói, em quên không nói với anh, hai ngày nghỉ tới em tới chỗ mẹ không về nhà.
Uông Hạo Xiên không cần phải nói nữa, nhưng mà trong lòng không vui chút nào. Sáng mai mới đi hay là đêm nay sẽ không về? Giản Tần đáp, đêm nay không về, nói với Giản Ái một tiếng giúp em. Uông Hạo Xiên ừ một tiếng rồi liền cúp máy, trong lòng cũng không dễ chịu. Nói với Giản Ái gì chứ, Giản Ái hiểu tiếng người sao? Sao không thèm hỏi xem anh thế nào? Còn nữa, gọi điện thoại cả buổi không biết vì sao tâm tình Giản Tần không được tốt. Lúc này đã quá giờ tan làm, Giản Tần thay áo chuẩn bị về nhà, phát hiện trong phòng làm việc vẫn còn vị bác sĩ khác chưa về. Chủ nhiệm tiến vào hỏi cậu. Tiểu Giản, đang đi tìm cậu, từng cậu về rồi. Tôi phẫu thuật xong, nghỉ ngơi trong phòng một chút, có chuyện gì à? Chủ nhiệm nói, Liên Hoan đã quyết định được nhà hàng, vấn đề này đề cập cả tháng trước rồi. Bình thường trong khoa nhiều việc, đồng nghiệp đều có gia đình phải chăm sóc. Ngày làm việc căn bản không thể đi liên hoan, chỉ đi vào thứ bảy. Giản Tần muốn về nhà chăm sóc Tân Hủy có thể từ chối, liền tận lực từ chối. Dì Nhâm nấu cơm rồi thì mới đi, Tân Hủy chờ Giản Tần về cùng ăn. Giản Tần cũng ít nói, Tân Hủy nói không tốt, chỉ có tiếng tivi đang mở làm nhạc nền. Ăn xong Giản Tần rửa chén, Tân Hủy ngồi xe lăn tới cửa bếp nói, nghỉ ngơi, tiền tốt nhiều hơn rồi. Thực ra, tiền tốn ít hay tốn bao nhiêu đều là để khám bệnh mua thuốc, không hề tiêu xài vào việc gì khác nữa. Giản Tần rửa xong, lau khô trên mát nói, dạ, con xem tình hình đã. Tân Hủy đưa dì Nhâm tăng lương. Giản Tần gọt trái cây, ngồi xổm xuống đút Tân Hủy nói, tiền lương trả cho dì Nhâm đã rất cao rồi, con biết mà. Tân Hủy lắc đầu, nữa, làm thêm, cuối tuần cũng ở lại. Giản Tần không đút bạt nữa, từ bỏ vào miệng mình bày tỏ bất mãn. Người ta cũng có con cái, tuy là con dì ấy cũng ra ngoài đi làm ít về, phải để cho gia đình họ có thời gian gặp nhau chứ. Mấy thứ bảy gần đây con về chăm sóc mẹ không tốt sao? Tần Hủy nói chuyện thấy mệt, chỉ lắc đầu. Giản Tần cũng lắc đầu theo. Con biết mẹ nghĩ gì, con không phiền, con cũng không cảm thấy lãng phí thời gian của con. Tần Hủy nói, con 27. Nói chuyện gì? Con cùng ai nói? Con không muốn nói về chuyện này một chút nào. Giản Tần đặt đĩa trái cây xuống, đẩy Tần Hủy vào phòng ngủ, đỡ Tân Hủy lên giường rồi nói, mẹ coi như con bị bệnh đi, bệnh nan đi, sống không được, chết cũng không xong. Giản Tần rót cho Tân Hủy ly nước. Tân Hủy mím môi trừng cậu, cậu không có cách nào liền trừng ra bộ mặt thảm thương. Hôm nay có bệnh nhân khiến con khó chịu, đồng nghiệp thì trách con không hòa đồng với họ, mẹ lại không uống thuốc, con bỏ nhà đi luôn cho rồi. Chờ Tân Hủy uống thuốc xong, Giản Tần đáp chăn cho bà. Trước khi tắt đèn, Tân Hủy nói, cùng nhiều bạn bè chơi, mẹ không ép con đâu. Vành mắt Giản Tần cũng chua xót, vuốt lại tóc cho Tân Hủy, sau đó nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon. Sáng sớm thứ bảy, kinh tình đã bắt đầu phá cửa, chờ Uông Hạo Xiên mở cửa đến nói, cậu là vì tổ chương trình đi, nhìn cái mặt tươi cười nhã nhặn kia là biết. Uông Hạo Xiên nhìn cô tinh thần hoạt bát dò hỏi, hai ngày nay thế nào rồi? Kinh tình từ trong túi lấy ra mấy đồ ăn vặt đặt lên bàn nói, trở mặt, đàn ông mà tới, tim mình cũng không quản được, có khác gì súc vật. Vậy thì tôi đây chỉ có thể yêu hận trong nháy mắt. Uông Hạo Xiên cũng mở một lon nước ngọt. Nào, nâng chén, dối trăng, tình tử ở trời cao. Kinh tình nhanh chóng kiểm tra mỗi phòng một lần, đảm bảo không bị lộ cái gì đấy. Trong lúc kiểm tra phát hiện có căn phòng khác thường, nhất là khi Uông Hạo Xiên không cho cô vào căn phòng đó. Thiếu gia, cậu đừng làm tôi sợ nha, không phải cậu đang sống chung với ai đó chứ? Uông Hạo Xiên liếc mắt khinh thường, không được sao? Mẹ nó, cậu không thể làm tốt vai trò của một Uông Hạo Xiên độc thân sao? Ước pháo phải nhớ mang bao, ở chung rất nguy hiểm, cậu biết không? Nguyên ca biết chưa, chỉ phải báo cho anh biết. Uông Hạo Xiên nói, không cần báo, do người ấy của Nguyên ca giới thiệu. Kinh tình cũng kinh hãi, người ấy của Nguyên ca, thì có xinh không? Có thể quản được Nguyên ca, có phải rất có tri thức, rất hiểu lễ nghĩa, nước miếng phun ra cũng đứng đắn chàng nhá như đinh đóng cột không?
Nước miếng phun ra cũng chỉ là nước miếng thôi, có điều người ta có gan phun lên cả mặt Phí Nguyên. Tổ trường chỉnh không lâu sau đã tới, mỗi phòng đều đặt một máy quay. Ban đầu chỉ dự định chụp ảnh thôi, nhưng vì ở trong nhà không gian chụp ảnh có hạn, hơn nữa để đáp ứng hiệu quả tự nhiên hơn nữa, nên đã đổi lại. Ông Hào Diên lần đầu tiên tham gia show thực tế, còn chưa quen hỏi đạo diễn có kịch bản không, tôi không biết làm gì cả. Đạo diễn nói đầu tiên cần giới thiệu vài nét, sau đó cứ tự nhiên như mọi ngày là được. Bình thường ở nhà làm gì thì làm cái đó, không cần quá bận tâm, bất quá phải thể hiện được vai trò trong chương trình. Ông Hào Diên cũng ngẩng đầu suy nghĩ vai trò là nam thần ở nhà hẳn là không nên đi vệ sinh đi. Cuối cùng đạo diễn nhìn tới không được, ông Hào Diên thực sự không có khiếu quay sâu thực tế, vì vậy quyết định vừa quay vừa hỏi vài câu, ít nhất không bị nhạt nhẽo, không kéo khi chiếu lại bị người ta cười cho. Ông Hào Diên hết hướng về ống kính chào hỏi. Hello, tôi là ông Hào Diên, lần đầu tham gia show thực tế, không biết phải làm sao, trước tiên cùng tham quan nhà tôi nhé. Ba phòng ngủ, bìa cứng, toàn bộ chi phí, trả hết lúc mua. Camera đại ca nói, cậu đi môi giới nhà ở hả? Sau đó camera lia tới cái ổ nhỏ của Giản Ái. Giản Ái ban đầu đang nằm sấp trong ổ, không đợi camera quay tới liền nhảy về phía ông Hào Diên. Ông Hào Diên bưng Giản Ái lên, sau đó kéo kéo xuống, nhét mèo vào trong áo, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ của Giản Ái. Camera đại ca nói, mèo của cậu rất xứ, cậu biết không? Ông Hào Diên bảo, đã 2 ngày rồi, đáng lẽ phải hết dối rồi chứ nhỉ, cùng ba ba cho mọi người nào. Camera đại ca lại hỏi, đây là giống mèo gì? Ông Hào Diên nói, tôi cũng không rõ, trong lúc quay Hành Chí Thiên Minh nhặt được, lúc đó lạnh lắm nên ôm nó theo, hẳn là không phải dòng thuần chủng gì, nhưng mà chúng mình rất đẹp nhỉ, phải không Giản Ái? Vì sao gọi là Giản Ái? Ông Hào Diên cũng nghĩ một chút, quả là vậy, đáng yêu này, Giản Ái. Quay phim xong còn phải chụp ảnh cho trang web, vội vàng xong xuôi mọi chuyện đã hết một ngày, đồ ăn vặt kinh tình đem tới được chia ra hết. Ông Hào Diên nhìn cảnh trước mắt, quyết định mời toàn bộ nhân viên ăn cơm. Sản Tân bị Tân Hủy đuổi tới tham gia tiệc liên hoan của khoa. Cậu khẳng định sẽ tới đó phải uống rượu nên không lái xe. Tới nhà hàng, ngoài trừ một vị bác sĩ vì đứa nhỏ ở nhà đang bị ốm không thể tới, căn bản đều đã tới đông đủ. Ngoài liên hoan còn chúc mừng bài luận văn nghiên cứu khoa học của chủ nhiệm khoa, từng người trẻ đều phải kính rượu. Tuy là ly rượu không lớn, nhưng mà cứ kính trên kính dưới rượu uống vào vẫn rất nhiều. Sản Tân bình thường không uống rượu bởi vì không thích. Kính rượu qua lại 3 lần đã ngà ngà say, mặt đỏ bừng, cười tới tà mị. Mọi người tán gẫu với nhau, nói tới cả chuyện tình yêu nam nữ. Sản Tân yên lặng dùng bữa, ăn mấy đũa lại lặng lẽ một chút. Đầu óc cậu mơ màng, cảm thấy uống say cũng rất thoải mái. 2 thực tập sinh còn trẻ bát quái với nhau, nói tới chuyện hâm mộ idol. Sản Tân nghe các cô nói chuyện luôn nghe được tên Uông Hào Diên. Gần đây, tớ cực kỳ thích anh ấy, còn mèo ảnh nuôi cũng rất là đẹp nữa. Tớ cảm thấy anh ấy thực sự là nam chính trong phim thần tượng, điều kiện tốt, gia cảnh tốt, muốn quay phim có ngay tài nguyên lại còn đẹp trai. Tớ thích nét tay của Uông Hào Diên với lại Hứa Dương lắm, nhưng mà thích Hứa Dương hơn, Hứa Dương rất đáng yêu á. Sản Tân buông đũa ra khỏi phòng, cậu cảm giác mình cần thì rồi. Bởi vì nhìn đồ đạc xung quanh không rõ ràng lắm, xem ra thực sự cũng đã uống nhiều. Bước vào nhà vệ sinh, tìm một gian đi vào khóa cửa lại. Sản Tân ngồi trên bề bồn cầu ngẩn người. Ngày hôm sau, sau buổi họp phụ huynh, trong lớp thảo luận sôi nổi việc Uông Hào Diên có một người mẹ là diễn viên. Tìm trên mạng biết thêm Uông Hào Diên có một người bà là nhà sản xuất. Một đống người hỏi Uông Hào Diên sau này có làm diễn viên không. Ông Hào Diên nói, có chứ, ký tên cho cậu nhé, đợi tôi thành ảnh đế rồi có thể bán lấy tiền. Sản Tân uống sữa đậu nành bỏ thêm đường, nhưng lại không thấy mùi vị gì, ghé lên bàn hỏi, cậu thực sự muốn làm ngôi sao hả? Ông Hào Diên nằm sấp trên mặt bàn, đối mặt với cậu nói, tôi nghĩ tôi muốn chúng ta vào đại học hơn, sau đó cùng nhau trốn tiết, lại cùng nhau tốt nghiệp, cuối cùng cùng nhau mua một căn hộ, mỗi ngày cùng nhau ngủ một giấc. Sản Tân quay đầu sang phía khác, vành tai cũng đỏ ửng.
Ôn Hảo Diên không phải diễn viên nhỏ, không ai dám quản anh, cho nên anh chỉ tưởng tượng rồi tưởng chừng uống có 2 ly. Mọi người đều là người trong giới, tán dóc cũng chỉ toàn chuyện trong giới, anh không có hứng thú nghe. Xì đồng vang lên, tên Giản Tần hiện trên màn hình. Ôn Hảo Diên nói xin lỗi rồi ra ngoài nghe. Điện thoại bắt máy rồi nhất thời không có tiếng động gì. Ôn Hảo Diên nghĩ do sóng điện thoại không tốt, liền đi dọc theo hành lang. Giản Tân, có nghe được không? Giản Tân, làm sao vậy? Giản Tân còn chưa nói, Ôn Hảo Diên đã sốt ruột. Anh vừa định tiếp tục hỏi, rốt cuộc nghe được thanh âm của Giản Tân. Ôn Hảo Diên, đồng nghiệp của em lúc nào cũng bàn luận về anh có phải đổi tiếng được không? Có người đi qua hành lang, Ôn Hảo Diên hướng toilet đi tới, vừa đi vừa hỏi. Em uống rượu sao? Em đang ở đâu? Nếu như anh không nổi tiếng, và anh có hối hận đã chọn con đường này không? Giản Tân đầu óc choáng váng, ý thức không sáng suốt, cứ hỏi đi hỏi lại. Anh có hối hận không? Anh ở trong chương trình sao cũng nói không hối hận, tại sao anh lại không hối hận? Ôn Hảo Diên đứng ngoài cửa toilet muốn cúp máy. Giản Tân uống say cứ chất vấn anh không có dũng khí để đối mặt. Giản Tân, mở cửa. Giản Tân mở cửa, Ôn Hảo Diên chui từ ngoài vào. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ buông tay điện thoại rơi xuống đất, phát ra tiếng động không nhỏ. Ôn Hảo Diên lộn tay qua nách Giản Tân, nâng Giản Tân đứng lên, sau đó ôm lấy thật chặt, tựa như vỗ về vuốt lưng Giản Tân dỗ dành. Bảo bối, chúng ta về nhà thôi. Giản Tân men say ngày càng đậm, ngửa đầu nhìn xung quanh, đột nhiên kịch liệt vùng vẫy, dùng sức đẩy Ôn Hảo Diên. Ôn Hảo Diên sức lớn hơn, đem Giản Tân dán lên vách cửa, không cho cậu lộn xộn. Anh buông em ra. Giản Tân trở nên kích động, ít hầu bỏng rát hô. Buông ra, anh lại muốn ở trong nhà vệ sinh, làm em sao? Anh cút. Ôn Hảo Diên như vì sáng đòn, anh buông lỏng tay, cảm thấy Giản Tân bởi vì hết sức cũng không còn giấy rủa nữa. Giản Tân vùi đầu vào cổ anh, run nhẹ nhẹ. Anh là tên lừa đảo, anh là muốn cùng nhau ngủ một giấc, anh gạt em.